Rồi, chào mừng anh em cùng với các bác ở mọi miền Tổ quốc đang xem video của bên âm thanh Bãi Bình Định Minh Chiến. Và sau đây em sẽ test sản phẩm, đó là dòng high-end cao cấp của dòng Sansui, đó là 907MR. Thì anh em chơi những con này thì anh em biết rồi, tiếng cực kỳ sạch và độ chi tiết nó lên rất là cao nha. Và những con này rất là hiếm nha. Và con này hàng về bên em là thiếu cái thùng xốp thôi nha. Nó đẹp đến im mà ít khi nói đến phần trăm nha. Mà con này đẹp rất phải là 98%, không một tì vết và đằng sau nó rất là đẹp nha. Để em xem, em sẽ có video qua chi tiết sản phẩm này, thì anh em nhớ theo dõi và anh em đăng ký kênh, anh em bấm vào nút đăng ký và bấm nút theo dõi luôn, thì khi những video mà em qua chi tiết con này thì nó sẽ báo cho anh em xem. Rất là đẹp nha, em nói rất là đẹp, 98%, thiếu cái thùng xốp thôi. Thì giá con này là 27 triệu 700 đồng, bao ship toàn quốc cho anh em 27 triệu 700. Thì em sẽ đánh với cặp loa toàn giải cho anh em nghe nha. Đây, và đi cùng với nó là bộ dây Kimber để ra tín hiệu nha. Rất là mới luôn. Và mọi chi tiết mua hàng thì anh em nhớ liên hệ vào hai số điện thoại phía trên màn hình. Con này mạch mèo vàng chanh nha, nặng 34 kg, công suất là 400W và đánh 16 sò. Rồi xin mời anh em nghe các ca khúc đến từ Giao Linh và Thanh Tuyền. Giờ đây âm thầm bên trong những ký
Rồi anh em nào yêu thích sản phẩm cao cấp như thế này thì liên hệ cho em. Nó đánh hầu hết các dòng loa mà tiếng cực kỳ là tuyệt vời. Và những ngày giờ là cao cấp của dòng Sansui thì nó chỉ đứng sau một con duy nhất thôi nha. Giá rất là tốt và hàng cực kỳ đẹp cho anh em nào sưu tầm nha. Anh em nào sưu tầm thì liên hệ cho em. Anh em nào thích những hàng mà đẹp như thế này thì liên hệ qua hai số điện thoại phía trên màn hình.